Đoạn phim này ghi lại cảnh tài xế xe ô tô lấy từ trong cốp xe ra hung khí giống kiếm, rồi vung chém người đang lan truyền trên mạng xã hội Facebook vào ngày 15 tháng 1 năm 2021, gây bức xúc cho nhiều người. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra chiều ngày 14 tháng 1 trên đường Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 14 tháng 1, một người sống trên đường Lũy Bán Bích chứng kiến sự việc cho biết, người mà tài xế xe ô tô con cầm vật giống kiếm tìm chém là một tài xế xe tải. Hai tài xế này có mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông rồi đánh nhau. Bị đánh chảy máu đầu, tài xế xe ô tô con mở cốp xe ra lấy một vật giống kiếm đuổi chém tài xế xe tải. Còn tài xế xe tải bỏ chạy, đuổi theo không kịp, tài xế ô tô con vung kiếm chém vào giải phân cách thì phần lưỡi kiếm bị văng ra ngoài. Khi xảy ra sự việc, có hai người đàn ông và một phụ nữ cố gắng can ngăn hai tài xế. Khi thấy đánh nhau có hung khí, người dân đã gọi báo công an đến can thiệp, nhưng tài xế ô tô con đã lái xe rời đi trước khi lực lượng chức năng có mặt. Sau đó, công an đưa xe tải cùng tài xế về trụ sở làm việc. Ngày 15 tháng 1, đại diện công an phường Hiệp Tân cho biết có vụ đánh nhau giữa hai tài xế trên đường Lũy Bán Bích và đơn vị đang phối hợp với công an quận Tân Phú điều tra làm rõ. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.